Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì trong tập ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng cái hồ cho bọn Mosasaurus nha các bạn. Đó, tập trước chúng ta chỉ mới xây dựng mấy cái khán đài thôi. Thì tập hôm nay mình sẽ tập trung xây dựng cái hồ cũng như là mình sẽ hồi sinh em này luôn nha các bạn. Đó, trước tiên thì mình sẽ lắp cái lớp Reinforced Glass này cái đã. Cái lớp này thì nó sẽ cao 10 ô nha các bạn. Ồ, quá kinh khủng luôn. Và chắc chúng ta lại phải quay nhanh clip nữa rồi. Ok. Rồi. Mình sẽ tiếp tục lắp cái Reinforced Glass cũng như là Densen vào nha các bạn ơi. We'll be right back.
your smile. Now the sunshine brings the light, fill me out with a flame. I will let you in this game.
Ok, và cuối cùng mình cũng đã xây dựng xong cái hồ cho bọn Mosasaurus rồi nha các bạn. Đó, một cái hồ cực kỳ rộng luôn nè. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Ui, quá rộng luôn, nó bằng 1/4 cái chuồng của bọn khủng long ăn cỏ luôn rồi đó các bạn ơi. Đó, và ở đây mình có một cái hệ thống để cho bọn Mosasaurus nó ăn. Đó, cái hệ thống này thì nó hoạt động bằng cái lever ở đây nè. Khi chúng ta bật á thì mình cái redstone á nó sẽ dẫn lên đây nha các bạn. Đó. Ở đây thì mình có tăng cái công suất của redstone lên nữa bằng cái repeater các bạn à, để cho nó truyền đi xa hơn một xíu nữa. Đó. Tuốt tới ngoài kia luôn nha các bạn. Rồi. Thì mỗi cái thanh ngang như thế này chúng ta sẽ có 5 cái dispenser nha. Đây. Dưới đây là mấy cái dispenser nè. Và chúng ta đã bỏ cá trong đó rất là nhiều cá luôn. Đây. Rất là nhiều cá luôn. Thì số cá này ở đâu? Ây da, tôi rớt xuống cái hồ rồi. Số cá này á, thì mình sẽ câu từ cái máy câu cá tự động chỗ này nha các bạn. Ở đây mình có tạo một cái máy câu cá tự động. Cho phiên bản 1.7.10. Đây. Ok, thì mình sẽ đứng lên cái tấm này nè. Rồi. Chúng ta sẽ nhấp chuột phải vào cái thanh hàng rào này nè. Rồi, chờ khi nào cá nó dính thôi. Cứ auto vậy á, các bạn cũng có thể thay cái nút chuột phải bằng cái phím nào đó. Rồi chúng ta dùng cái vật gì đó nặng nặng á, đè lên thôi. Rất là đơn giản luôn. Ở đây thì mình sẽ chờ cho cái con cá đầu tiên nó dính nha các bạn. Để chúng ta coi thử như thế nào đây. Ui, có vẻ rất là lâu các bạn ơi. Ó, có con lên kìa. Ó, trúng được con cá nóc. Ui, căng thế. Và chúng ta sẽ chờ nó chạy xuống đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là tác dụng của cái máy câu cá đó các bạn ạ. Ok. Ây da. Khi chúng ta đứng lên đây á thì nó sẽ ngừng kêu. À quên, nó sẽ bắt đầu kêu chứ. Chúng ta không đứng thì nó sẽ ngừng kêu. Đó. Ok, đó là cái máy câu cá đó các bạn ơi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi hồi sinh 7 em Mosasaurus này nha các bạn. Trời ơi, chờ rất là lâu luôn rồi. Đó, chúng ta sẽ đi vào xem. Mấy cái King Servat nó sẽ cho ra cái gì. Đây là toàn bộ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái Mosasaurus xác nha các bạn. Mấy cái xác này là mấy cái túi cá đó các bạn à. Chúng ta chỉ cần lít chuột phải là nó sẽ nở ra liền các bạn à. Rất là ghê luôn. Ok, thì ở đây mình sẽ teleport qua cái hồ đó. Chúng ta sẽ chỉnh qua chế độ bình yên nha các bạn. Để cho cái bọn Mosasaurus đó nó sẽ không tấn công mình đó. Chắc mình sẽ đi qua giữa hồ và hồi sinh một lần 7 con luôn đi. Cho nó xịn một xíu nha. Đây rồi. Chúng ta sẽ tiến hành hồi sinh bọn Mosasaurus nha các bạn. Trước tiên để mình giới thiệu một xíu. Dưới cái hồ này mình đặt rất là nhiều cái glowstone để cho nó phát sáng lên vào buổi tối nha các bạn. Và nó có thêm mấy cái bông mấy cái quả bóng nè để cho bọn nó chơi bời. Ngoài ra nó còn có mấy cái bubble flower. Cái này chúng ta có thể chế tạo rất là dễ luôn. Để tí mình nữa mình lên bờ rồi mình tính nha các bạn. Thì bubble flower đó, tức là mấy thổi bong bóng á, chúng ta có thể kết hợp bằng mấy cái clever hoặc là bằng redstone. Ở đây thì mình dùng redstone mình đặt ở dưới á, để cho nó thổi bong bóng đi. Nó đều đang tăng cái điểm vui vẻ cho cái bọn khủng long hết nha các bạn. Ok, ở đây thì mình sẽ cho bọn Mosasaurus ra nào. Tala, 1 em. 2 em. Ui, 3 em. 4 em. 5 em. 6 em và em thứ 7 các bạn ơi. Ui, bọn này rất là sung luôn. Ui. À, này mình bị ngộp thở chứ mình không phải bị tụi nó tấn công đâu các bạn ơi. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Đây. Ở đây chúng ta sẽ cho nó ăn cá nha các bạn. Bọn này thì nó chỉ ăn cá thôi. Mặc dù cái Dinopedia bảo là chúng nó có thể ăn thịt, nhưng mà chúng ta sẽ không có thể cho thịt cho chúng nó đâu các bạn ạ. Đó, bọn nó đang chơi với bóng kìa. Đâu rồi? Đấy, đó, đã chưa bạn? Vì cái hồ nó rất là rộng luôn. Trời, nên bọn nó bơi khá là thoải mái các bạn ơi. Ok, để mình qua mình cho ăn tụi nó coi. Bọn này sao nó lì quá vậy? Ui, chưa gì nó bay vô đây nó nhìn cái gì nè các bạn ạ. Để tôi cho ăn cái coi, để mình kiểm tra thử bao nhiêu con đực và bao nhiêu con cái nha các bạn. À không, mình chỉ cần kiểm tra một con đực và một con cái là được rồi. Ok, trước tiên kiểm tra cái đã. À, cho nó ăn trước cái đã. Cho ăn thịt nè, không được nè các bạn. Cho ăn cá, lại được. Ồ, vui vẻ nó rất là cao luôn. Đây là một con đực các bạn ơi.
Để mình lên mình thở cái đã. Ở dưới đây thì là khổ mà. Ây da. Một con được rồi, hy vọng con này sẽ là con cái các bạn ơi. Ô, con này là con được luôn, hai con được rồi. Ồ, và điểm vui vẻ nó rất là cao các bạn ạ. Tại vì xung quanh nó có mấy cái máy thổi bong bóng nè, cùng với mấy cái quả banh luôn đó. Rất là xịn luôn. Thì Mosasaurus này chúng ta có thể thu phục bằng hai cách. Cách thứ nhất là đánh nó dùng kiếm hay gì đó, chặt nó cho tới khi nó còn 8 máu nha các bạn. Tức là 4 cái trái tim á, là chúng ta có thể dùng một cái Aquatic để mình cho các bạn xem. Aquatic đây, Scarab Game. Nhưng mà từ từ để tôi chạy lên đây cái đã. Trời ơi, đứng vừa nói nó khó chịu vậy. Cái bọn Mosasaurus còn lại đâu rồi? Tụi nó đi đâu hết rồi ta? À, qua bên đây hết 3 con rồi nè các bạn. Để mình qua mình kiếm một cái con cái kia coi. Có 2 con được rồi. Trời ơi, hy vọng có cái con cái nào quanh đây. Chọn ăn cái phát các bạn ơi. Ồ, có một con cái rồi, quá đủ các bạn ạ. Rồi, để bây giờ mình sẽ tiến hành đi ngủ một phát cái đã. Trời, nó cũng tối rồi. Thì như mình nói, chúng ta có hai cách để mà thuần hóa cái bọn Mosasaurus này. Cách thứ nhất là đánh nó còn 8 máu, tức là 4 cái trái tim nha các bạn. Đó. Và khi đó nó sẽ nằm im nha các bạn. Kiểu như nó sẽ bị hết sức á, nó sẽ bất động. Và chúng ta sẽ cần phải chế tạo một cái Aquatic Scarab Game này. Đó, với công thức là một cái Dominican Ember và một cái Scarab Game. Đó. Và cái này chúng ta chỉ cần kích chuột phải vào là nó sẽ thuần hóa nha các bạn. Nó sẽ đầy máu lại và nó sẽ được thuần hóa theo chúng ta. Cách thứ hai là chúng ta sẽ cho ăn. Cho ăn đến khi nào mà nó hiện cái trái tim là được rồi. Đó. Đi ngủ phải các bạn ơi. Ok, thì chắc mình sẽ đi ra đây và cho nó ăn bằng cái máy cho ăn tự động đi. Ở đây để mình bấm các bạn coi nha. Đó, nó sẽ rớt cá xuống đó nha các bạn. Mấy chỗ kia nó cũng rớt cá xuống nữa, nhưng mà tại vì cái chân nó lót được có nhiêu đây thôi, chúng ta chỉ thấy được mấy chỗ này nó rớt cá thôi các bạn ạ. Rồi, tắt đi được rồi. Cho ăn một lần nữa nè. Đó. Ok. Rồi, thì về phần những cái khán đài, mình có trang trí thêm những cái, đây các bạn ạ, những cái Paleo Wrap. Nhìn cho nó mát mát hơn một xíu. Tại vì khán đài nó cũng khá là nắng, mặc dù nó có mái che đàng hoàng, mà mái che bằng kiến các bạn ạ. Ok. Và tới cái khán đài chính giữa này, chúng ta có một cái lối đi đặc biệt để mà đi xuống đây. Đó. Đây, cái lối này mình ốp bằng Reinforced Glass cũng như là Densen. Đó. Kính cường lực và cái cát bền bỉ đây nè. Đó. Chúng ta có thể xuống đây và nhìn cái bọn Mosasaurus nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không, cá nó rớt xuống nè. Đó, mình cho tụi nó ăn đó. Nhưng mà nếu tụi nó tìm thấy thì tụi nó sẽ ăn thôi. Mình cũng không biết nữa. Ok. Ồ, sao mấy con này nó nằm hết rồi? À, và mấy con này nó nằm như vậy á. À, không có gì đâu nha các bạn. Do là cái đây là cái phiên bản cũ á, là mấy con Mosasaurus á, nó sẽ bị nằm, nó bị lỗi như là nằm dưới đây và nó sẽ không có bơi lội. Đó, chỉ một vài con nó bơi lội thôi. Đó, hy vọng con này nó sẽ không có nằm. Nói chung thì nhóm tác giả có nói là trong cái bản cập nhật kế tiếp á, thì họ sẽ sửa lại cái lỗi này. Thì cũng là đáng buồn thiệt. Ôi kệ các bạn ơi. Đây là Mosasaurus. Ồ, ghê chưa các bạn ơi. Úi xời, nó được gọi là Thương Long nha các bạn. Và được mệnh danh là T-Rex ở dưới biển, tức là khủng long bầu chú ở dưới biển đó các bạn à. Ồ, nó đứng đầu rất là nhiều chuỗi thức rất là nhiều chuỗi thức ăn trong một thời gian rất là dài các bạn à. Ồ, kinh khủng lắm. Ok, hy vọng bọn nó có thể vui vẻ ở đây. Trời ơi. hấp dẫn. Ok, thế là xịn rồi. Thì chắc bây giờ mình sẽ đứng ở đây và chờ bọn nó lớn một xíu các bạn ơi. Cũng như chúng ta sẽ đưa cho các bạn một số cái thông tin về em Mosasaurus này nha.
thì sau tầm 10 ngày trong Minecraft thì cái bọn Mosasaurus nó đạt được kích cỡ rất là to như vậy rồi nha các bạn. Ui, và nó đang chơi với trái banh nè. Ui căng vậy. Nó bơi một xíu xong nó mệt hay sao các bạn à. Toàn nằm đây thôi à. Rất là lo ngại luôn. Nó vẫn chơi với trái banh nè các bạn ơi. Ui, hấp dẫn thiệt. Ok, các bạn thấy nó bự chưa? Kinh khủng luôn. Và bọn này nó khá là lười ha. Nó bơi một xíu thôi à. Rồi, tất cả 7 con đều nằm xuống hết luôn rồi. Ok, thì chắc video của mình về bọn Mosasaurus đến đây là kết thúc rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay chúng ta đã quá là mệt mỏi luôn rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.